Bộ ba báo con được sinh ra tại Sở thú quốc gia Hoa Kỳ. Một bộ ba của báo con Phi Châu đã được sinh ra tại một cơ sở bảo tồn của Sở thú quốc gia Smithsonian trong tuần qua. Sở thú đã cho phát hành video của mẹ báo Sanura đang nuôi dưỡng và chăm sóc các con mình. Mắt và tai của bầy báo nhỏ đã mở ra và tất cả xuất hiện cho thấy rất khỏe mạnh. Bộ ba báo con đã được sinh ra tại Viện Bảo tồn Sinh học Smithsonian, một phụ luật nghiên cứu của Sở thú quốc gia trong đó duy trì diện tích đất để bảo vệ các loài nguy cấp, các quan chức sở thú chưa thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất của ba báo con vì họ muốn cho Sunura có thêm thời gian thiết lập tình mẫu tử với các con của nó. Viện bảo tồn sinh học Smithsonian hiện thời có 21 con báo đang cư ngụ tại những cơ sở khác nhau ở Hoa Kỳ.